Trái lần này mình muốn review cho các bạn đó chính là trái khói nha các bạn. Tại vì mình thấy khá là nhiều bạn comment ở dưới luôn là mình review trái khói thử đi. Rồi, hiện tại là mình đang ăn trái khói, nhưng mà trái khói thì khá là rẻ, với lại thường hay bán trong shop các bạn, nên các bạn có thể mua được nha. Đây, hiện tại hình như là mình dư trái khói cũng khá là nhiều bạn ơi. Đây bạn ơi, đó vậy nha. Ôi thì tính ra mình bỏ trái Dragon luôn chứ. Mình có đúng một trái Dragon trong một ba luôn. Mà mình ăn hình như mình review cho bạn đúng 3 lần luôn. Đúng 3 lần luôn, ăn đúng 3 trái, ăn đúng 3 lần luôn chứ chưa bao giờ mình đem cày hay là săn body hay là BB luôn các bạn. View đúng 3 lần lại bỏ nữa rồi. Trời ơi. Nhìn công nhận ăn mấy trái huyền thoại vô đau tim ghê các bạn, mấy trái màu đỏ đỏ á. Đau tim thật sự. Rồi, đây nha các bạn, đây hình dáng là trái khói thì không có nhúng nhích gì nha các bạn, không có khói, không có gì hết á. Chỉ là một cái trái bình thường thôi. Rồi nha. Không có tin được á chứ. Công nhận ăn mấy cái trái 2M vô 2M rồi 3M trở lên các bạn nhìn đau tim thật sự. Cứ ăn tí là bỏ, ăn xong rồi liếm xào lại bỏ à. Hơi khổ đó. Rồi. Cái khó hiện tại là có 50 là đủ nha bạn, nên mình cày có 57 là tròn luôn. Rồi nha. Nói chung là mình cày lâu rồi bạn ơi, chứ boss bên này mình chỉ cần quánh một con là mình đã lên trăm mấy rồi. Đó là vậy rồi. Đầu tiên chiêu đầu tiên nha, Z. Khói quyền. Ui. Đẹp thế. Nguyên cái tay mình là nguyên cái khói luôn nè bạn. Ui. Nhìn giống cây gậy hơn hả bạn, các bạn nhìn nè. Đó, nhìn giống cây gậy hơn là cái tay của mình đó chứ. Rồi làm gì? À, mình sẽ đấm xuống đất với mày, mình sẽ đấm thẳng xuống đất luôn. Rồi tiếp tục khói kích. Wow, đẹp nha bạn. Ui đẹp nè. Hứa, các bạn sẽ xây sẽ đẹp lắm á. Đâu. Ồ. Ui, cái dùng này khống chế được nữa bạn. Đâu bo giờ thử coi coi có Haki có phá được Haki Ken không nha bạn. Nếu mà phá được Haki Ken là mạnh lắm á nha bạn, là chiếc khói này có khi bơi bơi ngon á. Rồi tiếp tục chiêu C nha, khói C, bão khói bão. Ồ, cái chiêu này mình nghĩ chắc cũng bơi bê được nè, chắc chiêu ít với chiêu C được các bạn. Cái chiêu Z này gần quá bạn ơi, tới đục vô thì hơi khó nha, trừ khi các bạn xài mấy cây như bắt lại. Đấy, bắt lại xong rồi đục xuống thì may ra đục xuống cái là văng á, chắc vậy. Rồi, tới F nha, bơm khói oanh tạc gì đây. Ui vãi, thả bơm à, máy bay à. Vãi, thả bơm các bạn ơi. Đã vậy. Ui bạn nhìn khói. Ui. Bay hoài luôn. Ui hơi to nha. Bay hoài luôn á bạn. Bay vậy. Gì bay hoài vậy. Bay đã không tốn năng lượng rồi bạn ơi. Đấy vậy nha, không tốn năng lượng nha. Mà bơm còn thả hoài luôn. Quả đây là máy bay. Máy bay thả bơm nha bạn. Nhưng mà mình nghĩ là trong BB thì cái này hơi phế nha bạn. Chỉ có farm ngon thôi. Đấy. Mình nghĩ cái này các bạn có thể farm. Không, từ từ để mình thử đa mới biết nha bạn. Nếu mà đam thả to á thì may ra mới gọi là trái quỷ mà farm ngon nhất được, có khi còn ngon hơn mấy trái Logia được làm lại luôn á các bạn. Thật sự như là mấy cái trái trước đó mình có review cho bạn đó, Bika nè, rồi Magu, Yami gì đó, đó mấy trái Logia các bạn. Rồi quên Yami với Logia đâu. Ủa Yami Logia mà quên, tại mình nhìn râu đen vẫn bị quánh trúng các bạn, nhầm. Yami vẫn là Logia nha, nhưng mà trong như trong lock rút thì vẫn tính là Logia nha các bạn, là né được á, chứ không phải là hấp thụ sát thương như là trái Logia trái chơi Yami trong phim. Đâu thử bo nha. Đây bật room chi cho tối vậy, tắt room đi. Đây Z nè, các bạn chưa đột phát văng lên trời ạ. À? Đó, ủa bay Ken hả? Ui chiêu này phá Ken đó bạn ơi. Ui từ từ đó bạn nhìn nha, phá Ken nè. Ui phá Ken. Ui vãi. Ô được nha, được phát hiện mới nha. Từ từ giờ mình đấm mé mé nha, mình đấm thử mé mé coi né được không. Đấm thẳng thì không né được rồi nè. Ôi không, không né được luôn các bạn ơi. Rồi mình đứng sát đây, mình đứng xa xa ra tí nữa nha, coi sao. Ôi không né được. Rồi lùi ra miếng nè. Rồi bật Ken đi bao. Rồi để bao bật Ken nha các bạn. Rồi không né được. Ôi một đục dép phá cái Ken á, đã vậy. Nhưng mà mình nghĩ trong BB đâu ai đứng yên cho bạn đục đâu đúng không, nên phá cũng vậy à. Rồi tới chịu thử nha, bật lên. Rồi vẫn phá Ken luôn, chiêu nào cũng phá Ken mày, mới gì là hai chiêu rồi đúng không, hai chiêu phá Ken nha. Ôi vậy tính ra trái khói này bơi bơi ngon nha, hình như chiêu này mình quăng xa được luôn các bạn. Đó bạn chưa, quăng xa đốt được luôn, phá Ken nha các bạn. Đấy rồi tới chiêu C, chiêu C này phá Ken chắc rồi, mình nghĩ chắc luôn á. Rồi bật lên bo. Rồi nha các bạn nhìn nha. Đó rồi C, rồi ba chiêu phá Ken nữa bạn ơi. Rồi hiểu rồi nha, chưa gì ba chiêu phá Ken là hiểu rồi nha. Rồi ít tiếp đi. À lộn, kê lên kê lên, nhầm nhầm, mình sẽ ít tiếp nha bạn nào. Bạn nhìn nè, đó bò né nha, quăng tới đó phải. Rồi chưa, trời giờ chắc mình nghĩ chưa ép rồi, có chưa ép là né được hay nè, chắc luôn. Để thả bơm gì từ từ mấy bạn,
Nếu mà không né được thì hơi ảo đúng không? Rồi bật lên bao. Đây, bài thử cho bạn xem nha. Né được chắc luôn. Ủa không né được luôn kìa. Ui, ủa? Là cái hai kia né này là sao ta? Có phải không nè? Cái hai kia né là mình vẫn chưa hiểu ha. Là bình thường là mấy cái chiêu mà vậy nè bạn. Đó. Mấy cái chiêu vậy hoặc là mình quăng ra thì lại né được đúng không? Mấy cái chiêu này thì né được. Đấy, bắn súng thì cũng nổ ra xong, nổ ra băng bay xuyên qua thì né được. Nhưng mà sao cái khó này không né được ta? Đó phải không nè? Cái khó thả bơm này nè. Không né được khá là ảo ha. Đó. Nhưng một lần có 500 đam mà bạn ơi. Mặc dù vô hạn nhưng mà lần có 500 đam thì cũng không có ngon cho BB lắm nha bạn. Nhưng mà được cái là tất cả các chiêu đều phá hai ken được nha bạn. Đây mình phá bò chạy vòng ở đây đó. Bây giờ nè. Bò vừa bật ken vừa chạy vòng nha. Đây mình thả cho bạn xem nè. Đó thấy chưa? Dẫn chúng đam nha. Đây bò bật ken rồi nha. Mình đang nhìn mấy bò đó dẫn chúng. Không né được luôn. Bốn chiêu đều phá ken luôn bạn ơi. Vãi khối. Ngon vậy. Ủa lúc đầu mình cứ tưởng không phá ken được các bạn thì trái khó này chỉ có farm thôi á. Thiệt. Nếu mà các bạn biết là nếu mà không phá ken được á là trái khó trong từ game này khi mà làm lại chỉ có farm thôi. Farm ngon thì ai ngờ phá ken luôn các bạn ơi. Bốn chiêu đều phá ken luôn. Rồi nha, mình nghĩ là chắc combo về trái khó chắc chắn sẽ được ra mắt luôn các bạn ơi. Mấy cái bạn mà hay đi săn party ấy chắc chắn là sẽ nghĩ ra mỗi combo liên quan trái khó luôn rồi. Rồi bây giờ từ ráng mua ráng chịu nhé bạn, giờ mua ráng mua ráng chịu mới được. Hư, wow, Pika đúng. Ôi hên. Ủa sao dư rồi nè ba, lấy đi. Dư rồi. Wow, Pika luôn bạn ơi, Pika cũng khá là đẹp nha, hình ngôi sao mà hơi mắc cười nha, hơi ngôi sao nó hơi xấu nha. Đây, bây giờ mình sẽ dụ quái lại nhé bạn, mình thả cho bạn xem. Thả vô quái thì nhiều á, chắc mình nghĩ là thả vô quái nhiều á, đúng rồi bạn ơi, lần 700. Thả liên tục luôn. À cái gì không giữ chuồng rồi sao xuống à, ngứa mặt thẳng luôn để chuồng lên trời hả, là thả đúng một đường luôn hả, à đúng rồi bạn, là thả đúng một đường thẳng nè. Ôi bơm thả lâu vậy, thả xa dữ hả, đầu thử bay túi lên trời nhá mày, coi khói thả xa cỡ nào nhá mày, thả tới không, thả luôn tới luôn nè mày. À, mất hả, tới giữa không khí là mất nha mày, quá tầm là sẽ mất. Ôi vậy tính ra chắc khói bb ngon lắm á bạn, thực sự luôn. Đây các bạn nhìn nha, combo nè. Ôi phải, như cái chiêu ít này các bạn quăng tại chỗ thôi là có thể khống chế đối phương rồi nè. Đâu thử lướt là được không, từ đang khống chế thử xem lướt là được nha. Nếu mà lướt là được thì chỉ có phá ken thôi nhé bạn, phá ken ngon thôi, rồi lướt đi nè bạn, nhìn là chữ đất à, không có khống chế đối phương được nha các bạn, là đối phương vẫn đi ra được, chỉ có điều là phá ken thôi đó. Giống như các bạn chọt cái khói vô phá ken giống như cái cây Tuxita các bạn. Đây bố xài Tuxita không, xài Tuxita đi, rồi đang trong bb rồi không xài được đâu. Là giống như ví dụ là cái cây Tuxita á, là các bạn hình như là chỉ có xài chiêu chọt á để phá cái ken lại các bạn combo với mấy trái khác thôi đấy, hoặc là các bạn combo đấy. Đây đâu phá ken thử coi, lo bắn nổ phá ken luôn à, bắn xuống đất hả, bắn xuyên qua đâu có phút là né được mà, đâu bắn thử coi, bắn xuyên qua, xuyên đi à, chị Z này né được nè, chị Z này né được nhá bạn, đâu rồi bắn ơi, đó bắn ô bắn xuống đất nổ phá ken được nhá bạn. Hình như chiêu C này từ sao, chiêu C này văng quá vậy, trên C này văng quá, văng nên khó combo chung nhá bạn, hơi văng nha, từ mình thử combo ba chiêu coi như thế nào nha. C Z với lại ít luôn nha bạn, đào thử nha. Đây không được với bạn, bị văng quá, không có trúng hết được đâu. Hơi văng vậy là mình nghĩ là sẽ xài ít trước xong rồi tới với Z với C nha bạn. Khỏi chiêu F này trong BB chắc khỏi đi bạn ơi. Đấy là vậy. Đâu, thử nha. Đây. Đó. Có 6 ca đao thôi nha bạn. Đao không có to lắm nhưng mà được cái là phá hai cái ken thôi. Đó là vậy. Ui. Tính ra cái trái cùi vậy mà, ờ không phải trái cùi mà là cái trái rẻ các bạn. Đó, tính ra cái trái rẻ vậy mà được tới 3 chiêu phá ken luôn các bạn ơi, khá là ngon nha. 4 chiêu luôn, phải 3 đâu. Tất cả 4 chiêu đều phá ken luôn. Nhưng mà riêng cái chiêu 3 này thì khỏi nha các bạn, chiêu 3 này mình nghĩ farm vẫn ngon hơn. Đấy, các bạn farm á thì vẫn ổn hơn chứ trong BB mà ba vậy. Bắt chúng vét là tan mọi người. Đấy. Rồi đây, thử combo lại nè. Đấy nha. Dùng ít vô trước để đốt máu bạn. Đó phá ken. Đấy. Z xong rồi C. Quèo đấy. Là 7 ca đam thôi bạn ơi, chỉ có 7 ca đam thôi nhá. Nhưng mà combo nhanh được luôn. Có thể combo nhanh với nhau được luôn. Rồi.
Thì đó là chiếc khói mà mình review cho bạn xem nhá. Thì theo mình đánh giá nha bạn, chiếc khói trong BB là ngon đó. Nhưng mà ngon nếu mà các bạn mà xài mách kiếm nha các bạn. Chứ các bạn mà xài đam chiếc khói thì mà đi đánh lộn là toan đấy. Đấy, hơi yếu. Không ngon lắm đâu. Nếu theo mình á thì mình xài chiếc khói để mình hỗ trợ thôi các bạn. Đó, hỗ trợ cho kiếm thôi, là mình xài mách kiếm á. Với lại melee đi đúng không? Xài mách kiếm melee đi thì chiếc khói này mình hỗ trợ đi. Đấy, hỗ trợ như là phá ken đó các bạn. Các bạn có thể phá ken tại vì mấy cây kiếm các bạn có một vài cây mạnh nhưng mà dễ né lắm, dễ né ken lắm. Đấy, như các bạn thấy như Yoru đi. Ví dụ như là cây điển hình nhất là Yoru đi. Yoru là hai chiêu hai cây quan sát đều né được cái nhá các bạn. Đấy, đây bao bật thử ken ơi. Đây bật ken đi. Ê, qua đây. Đâu, rồi, bật ken chưa? Rồi nha, ken rồi đúng không? Đây, như chiêu này né là một nè. Chiêu còn chiêu Z á, các bạn phải canh chuẩn với mày, cái mình mà đánh mé nè, đó. Gì đánh mé cũng phá được ken luôn à. Ảo thế. Cứ tưởng là đánh mé là né được một vài chiêu bạn, tại lúc hôm bữa mình bơi bơi cũng có thể né được các bạn. Đâu, đánh mé bên này thử nha, bật ken lại bơ. Né túi bên này luôn nha, mé túi bên này. Đó, phải không? Đó. Nếu mà đánh mé thì có thể né được, nhưng mà đánh trực diện thẳng vô thì không né được nha bạn. Thì như là phá ken được. Còn đánh mé thì không được. Thì mình ví dụ như một vài cây có thể như chiêu ít này đi đó, chiêu ít này các bạn khác có thể né được đúng không? Thì các bạn quăng chiêu này vô. Quăng chiêu ít vô hay chiêu C vô để phá ken các bạn, rồi các bạn combo kiếm luôn. Thì chắc chắn đối phương sẽ không có ken để né luôn, đó là vậy. Rồi xuống đây, đây nè. Đó. Đó vô vậy không? Đấy, phá ken xong các bạn tới xài mấy chiêu này vô được liền luôn. Thì chiêu nãy chưa hồi. Đấy lúc hồi thì bật là ken lại thì đúng rồi. Đó là vậy, trong BB thì mình nghĩ là khói, mình nghĩ là hỗ trợ ngon hơn các bạn ơi. Chứ xài mát vô khói thì hơi yếu á, tại đao khói không có to lắm. Đó là vậy, rồi nha. Thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn thấy hay cho xin like, subscribe cùng nha. Đâu đứng lại coi, thử lần nữa coi. Đâu. Thử lần nữa nè. Đây, các bạn nhìn nha. Đó, chưa. Đấy, combo liền một lần được luôn. Là một đống đam luôn các bạn. Đó, hai chiêu ZX của Yoru mà vô được là một đống đam liền luôn đó, thấy chưa. Lượng đam khá là to nha các bạn. Rồi, vậy. Rồi, hẹn lại các bạn những clip lần sau của mình nha. Còn giờ thì bye bye.